thánh đổi nha mọi người. Đây là thánh đổi nha. Mày đi đi. 3 4 Mày đi cà thòn. Câu hỏi dành cho đội khăn rằn. Nữ ca sĩ nào có MV top 1 trending YouTube lấy Kinh Thành Hóa là bối cảnh và Hoàng hậu Nam Phương? Biết rồi, biết rồi. Mà Hà Minh Di. Hà Minh Di. Yeah. Đội các bạn được đổi thêm một lần nữa. Kiến trúc vườn cảnh kết hợp giữa nhà và vườn cây đặc trưng ở thành phố Huế gọi là gì? Không biết, không vườn biết. Vườn Ngũ Uyển gì đó. Lâm viên không? Lâm viên hả? Lâm viên. Ồ, vườn cơ hả? Đáp án là nhà vườn. Đáp án là nhà vườn. Ba, Yến ra quân đi. 1, 2, 3 Thánh đổi nha mọi người. Đây là thánh đổi nha. 3, 4, 5, 6. Câu hỏi dành cho đội khăn rằn. Kinh Thành Huế khởi công xây dựng năm 1805, quy hoạch bên bờ bắc sông Hương. Mặt bằng của Kinh Thành có hình gì? Hình chữ à, hình vuông. Chính xác. 3, 4, 5, 6. Thánh đổi nha mọi người. Đây là thánh đổi nha. Câu hỏi của các bạn, Kinh Thành Huế có 3 lớp là Phòng Thành, Hoàng Thành và chấm chấm chấm. Tử Cấm Thành. Em rảnh ghê. Tử Cấm Thành, Tử Cấm Thành. Chính xác. 6 cái nữa, 1, chị ơi 1. Chị em mình khởi động rất là chân chu nha. Vô 1, vô 6 rất là nhiều nha. Chị ơi 1 đi, chị ơi 1, 6 chị ơi. Thánh đổi nha mọi người. Đây là thánh đổi nha. Bông phải là con ngựa hay con cắn con Đây là một trò chơi mà Yến cảm thấy cực kỳ thú vị. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ, hoàn toàn xả stress và không căng thẳng gì với nhau hết. Một chị ơi, cho con hỏi đi ạ. Biểu tượng của tập này là gì? Xin anh chị ơi. 5, 5, 1,